Thuốc của chị đây nhớ uống theo lời dặn của bác sĩ nha chị. Cảm ơn chị nha. À, có chuyện này em muốn hỏi chị. Hơi khó cho chị một chút xíu, nhưng mà thật sự là em muốn biết ai là ân nhân đã cứu em, ai là người đã cho máu em vậy chị? À, chuyện này tại người ta muốn giấu tên á, nên là thật sự thì em chỉ muốn biết tên của người đó thôi. Nếu mà không biết được em sẽ áy náy lắm. Chị giúp em nha. Chị chỉ cần cho em biết tên thôi, chứ mình đi ra ngoài nhiều khi cũng đâu có gặp được người đó đâu. Người hôm đó cho máu á là tên là Hải Yến. Cổ lấy máu xong là vội vàng đi ngay à. Nhìn thấy thương lắm. Cảm ơn chị. Là cô ấy sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Vậy là hôm đó cô ấy đã ở Long Hải cùng với anh Thiên. À, anh Thiên. Anh làm thủ tục xong hết rồi, mình về nha. Công ty em mới vừa báo là tiền đã được chuyển vào tài khoản bên đây rồi. Anh làm thủ tục nhanh đi, còn đưa cho mấy nhà đầu tư đòi rút vốn nữa. Cảm ơn em đã giúp anh nha. Anh khách sáo quá à. Em giúp Nam Thiên. Em dù gì cũng sắp là cổ đông của Nam Thiên rồi mà. Nếu như Nam Thiên có gặp rắc rối gì á, em đâu có ngồi yên được. Ảnh hưởng đến em sao? Em không cần phải làm vậy gì anh đâu. Anh Thiên à, tiền là phải để vô những chỗ xin tiền. Đó là mục tiêu của người kinh doanh. Em tin dự án ở Đà Nẵng của anh sẽ thành công. Em rất tin tưởng ở anh. Em chỉ có lời thôi, không có lỗ đâu, yên tâm. Thôi, mình về đi anh. Hình như con đường này là đi ngang tòa soạn của Hải Yến thì phải. Chắc anh hay chạy ngang đây lắm đúng không? Cô ấy sắp đi rồi. Anh có muốn gặp lại cô không? Anh đưa em về gặp bà nội. Xong rồi chở em ra khách sạn luôn. Từ đây về sau em sẽ tự lo cho mình, không làm phiền ai hết. Một cơn ngất mơ vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.